Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Ngã Kim Thầy Thủ Lệ Nguyện Cộng Như Chúng Sanh Sở Cầu Giải Mang. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tòng Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tán Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Hôm nay là ngày 31 tây tháng 3 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu. Tại chùa Quán Thế Âm, chúng con long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm mừng ngày đản sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư Đại Từ Đại Bi Quan Âm Pháp Hội để chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên ân sư đã từ bi hoan hỷ ước khả, giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân để mà quan lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế Âm. Chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khả Nhàn cùng toàn thể chư tôn đức và toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ xướng lễ niệm Phật cầu gia bị. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả vô thường thầm thấm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nàng tao ngộ ngã kim kiên văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh,
Kính thưa toàn thể hội chúng, cam lồ nước quyền nhàn dương, nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng, mở lòng quảng đại tinh thông, Quán Âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật trong đời quá khứ, với danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì hành nguyện đại bi muốn cứu độ chúng sanh và làm cho chúng sanh được an lạc, nên Ngài không chứng quả Phật để an vui tự tại nơi cõi Niết Bàn, mà Ngài vẫn hiện thân Bồ Tát, phân điển quang khắp cõi Ta Bà, tầm thinh cứu khổ và tặng độ chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy, nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, liền nhất tâm xưng danh, thì tức thời Bồ Tát nghe tiếng kêu cầu, rồi làm cho tất cả đều được hóa giải. Đức Phật so sánh phước đức của người thọ trì 62 ức hằng hà sa số danh hiệu của các vị Bồ Tát khác, thì trì niệm danh hiệu của Ngài là phước đức hơn hết. Ngài dùng oai thần diệu dụng hóa hiện vô số thân trong mọi loài để cứu độ, cứu khổ, ban vui cho muôn loài. Với những điều linh ứng và màu nhiệm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được sự chỉ dạy của ân sư Thượng Giác A Nhàn, hôm nay tại chùa Quan Thế Âm, ngày 31 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu, long trọng tổ chức đảnh lễ 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và buổi thuyết giảng về hành nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát. Cùng nhân dịp ngày đản sanh của Ngài, gia đình, quý Phật tử Phạm Thu Hường, Nguyễn Lan Phương, cùng gia đình Phật tử Trương Thị Ngọc Vân, gia đình Phật tử Đinh Nguyên Hải và một số quý Phật tử thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, ngõ hầu hồi hướng cho toàn thể gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được phước thọ tăng long, cầu siêu cho cửu hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng được siêu sanh miền tịnh độ. Nguyện cầu cho quốc thới, dân an, chúng sanh được an lạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật trong sự chứng minh trong chánh niệm của quý Ngài. Giờ đây có Phật tử Đinh Nguyên Hải, pháp danh Quảng Phước, xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu thân mến, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu, muôn hoa đua nở với mùi hương bát ngát, vạn vật như reo vui đón mừng kỷ niệm ngày đản sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân dịp này, con tên là Đinh Nguyên Hải, pháp danh Quảng Phước, cùng gia đình cô Thu Hường, gia đình cô Lan Phương, gia đình cô Ngọc Dung, gia đình cô Ngọc Vân, gia đình cô Thủy Vân, gia đình cô Bích Ngọc, gia đình cô Diệu Bảo, gia đình cô Huệ Liên và một số Phật tử vân tập về chùa Quán Thế Âm thành tâm thiết lễ trai tăng. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, thân tâm thường lạc, phước thọ vô biên, cũng như kỳ siêu cho hương linh ông Nguyễn Văn Giảng mất ngày 30 tháng 12 năm Canh Tý, ông Đinh Nguyên Hồng 62 tuổi, ông Trần Trung Nhàn 72 tuổi, ông Phạm Ngọc Bích 79 tuổi, ông Tạ Văn Hiên 90 tuổi, cùng hương linh ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc từ vô lượng kiếp đến nay của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền cực lạc. Và giờ đây, quỳ trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, trước màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức, hòa cùng đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch chư tôn đức, ơn trời biển tấm lòng muôn trường, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con, năm khắc khoải tháng mỏi mòn, sớm khuya tần tảo héo hon một đời. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, luôn mang trên người một cái ơn. Cái ơn đó dù có rời non lấp biển,
cũng chẳng bao giờ có thể đáp đền được. Đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Cha mẹ vì chúng con mà đã bao đêm trường thức trắng, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, để cho chúng con lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Đấng sinh thành đã chẳng ngại nắng mưa, hy sinh tất cả chỉ để thấy chúng con lớn lên và thành công trong cuộc sống. Cha mẹ đã ban tặng cho chúng con hình hài này, cũng chính cha mẹ đã ngày đêm chăm sóc, chỉ mong cho chúng con có được một tương lai thật đẹp, mà cha mẹ đối với chúng con chưa một ngày than vãn vì sự khó nhọc đó. Đối với chúng con, công cha cao tựa trời mây, nghĩa mẹ như biển trải dài mênh mông. Cho dù chúng con có dùng vô số lời vàng ý ngọc, cũng chẳng thể nào nói hết công ơn cha mẹ đã dành cho chúng con. Thế mà giờ đây, con còn ở lại dương gian, cha đi cách biệt quan san tuyền đài. Âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Chúng con vẫn biết, chữ tử quy sanh ký hợp rồi tan, ấy định luật nghìn thu nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào trước cảnh chia ly phụ tử tình thâm người đi kẻ ở. Ôi, ánh sáng của vầng ô khuất đi rồi còn mọc lại, nhưng dị lộ huỳnh tuyền thì mãi mãi cắt lối tương duyên. Nhớ lại ngày nào cha con sum họp phụ tử thâm tình, mà giờ này cảnh cũ còn đây, nhà xưa còn đó, nhưng cha già đâu sao khuất dạng bóng hình. Cánh hạc đã bay về phương trời vô định, để cho chúng con ở lại với bao nỗi nhớ thương. Mỗi chiều tà nhìn những áng mây bay, mà lòng chúng con cảm thấy xót xa. Nghe gió rít xa xa gợi lên cho chúng con bao nỗi nhớ, và những lúc đêm về, tiếng chim lạc đàn réo gọi như chết lịm cõi hồn con. Giờ đây chúng con mới thấm thía nỗi cô đơn trống vắng của cõi lòng người con khi mất cha. Gió lạnh xe lòng chạy nhớ thương, âm dương chia cắt rẽ đôi đường. Giờ đây bên mái nhà xưa ấy, cha già khuất bóng biệt ngàn phương. Kính bạch chư tôn đức, không biết thân phụ chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ hay phảng phất đâu đây, bay theo lộng gió mây ngàn trong không gian vô tận, đã thảnh thơi nơi miền lạc cảnh, hay đang bị đọa đầy trong chốn khổ đau. Nghĩ đến đó, chúng con bồi hồi xót xa. Mỗi khi nhìn gia đình người khác đoàn viên hạnh phúc, chúng con chạnh lòng nhớ thương cha, càng nghĩa cù lao nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng trong cảnh biệt ly, kẻ đi người ở không biết làm sao mà đền đáp được một phần nào ơn đức như trời biển của cha. Vì thế, hôm nay, nhân ngày mừng đản sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm, gia đình chúng con cùng những liên hữu đồng tu, hòa hợp cùng nhau, với tấm lòng chí thành chí kính, sắm sanh chút lễ trai duyên, tịnh tài, phẩm vật, thiết lễ trai tăng, trên cúng dường lên mười phương chư Phật, cũng như cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, và dưới là cúng dường hiện tiền chư tôn đức, ngưỡng mong, nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, nương vào Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên, giúp cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con từ vô lượng kiếp đến nay, cùng tất cả chư vị hương linh được chọn niềm hoan hỷ, tiêu trừ nghiệp chướng mà được siêu sanh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, cùng tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới, được từ từ công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật, một đời này liễu sanh thoát tử, tốc thoát ta bà, vãng sanh cực lạc. Một dạ chí thành dâng quả phẩm, tịnh tài hiến cúng hiện tiền tăng, ngưỡng mong tôn đức từ hoan hỷ, nạp lễ chứng minh những tấm lòng. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho toàn thể chúng con được chọn phần hiếu sự, hoàn thành sở nguyện trong muôn một. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Khả Nhận chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khả Nhận cùng chư tôn đức niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ xứng lễ niệm Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con với tấm lòng tri ân sâu sắc xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý ngài có thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, thường trụ Ta Bà để dìu dắt chúng con trên con đường tu học giải thoát. Và gia đình chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Cuối cùng chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình và muôn loài chúng sanh được an lạc. Chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hà Nhàn chứng minh. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, phép Bồ Tát cao siêu diệu hiền, Quán Thế Âm liệu lượng hóa thân, nhành dương quét sạch trược trần, tịnh bình cam lộ giải tan não phiền. Nhân ngày đản sanh của Đức Quán Thế Âm, để hiểu sâu về ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hành nguyện cao đẹp của đại sĩ Thí Phu Ý, đồng thời biểu lộ lòng tri ân vô tận đối với đấng từ mẫu cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và để cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay được thập toàn viên mãn, chúng con nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiện âm ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được thấm nhuần mưa pháp, và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quan Thế Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý liên hữu đang hiện diện tại Chùa Quan Thế Âm và đang online trực tiếp qua trang web vôlượngthọ.vn. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, tại Chùa Quan Thế Âm long trọng cử hành tổ chức Đại lễ Ví Quan Âm Bồ Tát Đản Sanh lạy 500 danh hiệu trong ngày hôm nay. Giờ đây Giác Nhàn xin chia sẻ toàn thể quý vị hiện diện cũng như đang online trực tiếp qua đề tài, đó là sự và lý của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu, Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quan Thế Âm cũng như là Viện Chiên Tu áp dụng theo lời khai thị và chỉ dạy của Ấn Lão là Tổ sư Ấn Quang, là Tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Ngài dạy rằng ngoài cái việc niệm Phật cần phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và Trì Thần Chú Đại Bi, và làm thêm tất cả các phước thiện để hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu hành giả chuyên tu tịnh nghiệp một đời vãng sanh thì cần thêm có kim tu thêm phước thiện tụng kinh, trì thần chú đại bi và niệm Quan Âm, đó là trợ hạnh.
mà trợ hạnh này muốn quy về chánh hạnh thì phải làm bao nhiêu công đức này đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương thì trợ nó cũng quy về chánh. Chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Và nếu người tu chánh hạnh không còn trợ hạnh thì chỉ có các bậc Bồ Tát thượng căn, họ đủ phước đức nhân duyên thiện căn rồi, một đời này họ biểu pháp, họ chỉ niệm một câu Phật hiệu, họ có thể vãng sanh. Điều này có. Vì vậy cho nên thành ra pháp hội của mình kim tu, nếu ai lâm chung thọ mạng hết thì chuyên tu vào phòng hộ niệm, thì không có trì chú, không tụng kinh gì cả, chỉ một câu Phật hiệu thôi. Trong văn sao Tổ sư Ấn Quang vẫn có nói điều này. Vì vậy cho nên hôm nay cả đại chúng chùa Quan Thế Âm và cũng như phát online trực tiếp trên toàn thế giới qua trang web Vô Lượng Thọ và qua YouTube, Facebook vân vân, mọi người đều được đảnh lễ mà chúng tôi đã khá kỳ công chung với đại chúng đã làm ra một cái file đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mà không cần phải người dẫn chúng, vì người dẫn chúng cầm micro suốt trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ thì không ai chịu nổi. Vì vậy cho nên thành ra mấy là một ban để trợ lực chúng ta rất đắc lực. Hồi sáng quý vị lại 500 danh hiệu hoan hỷ ha. Ai lại đủ giơ tay cho biết ạ. Quý chư tăng luôn ạ. Rồi cảm niệm công đức của quý vị. Thưa quý vị, lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm không phải dễ lạy đâu. Nhưng mà hầu như trong này quý vị giơ tay là đã lạy đủ đó, thì đó là một cái tính căn, nguyện căn, hạnh căn và cái công phu quý vị cũng khá là dày công tốt. Tuy nhiên hôm nay Giác Nhàn có một chút xíu kinh nghiệm để chia sẻ về cái lạy đó, để về sau mọi người có thể lạy được hết. Chỉ những người tăng song nặng quá hoặc què chân què cẳng thì thôi chịu thua. Chứ nếu mà bình thường thì có thể lạy được đối với cái cách này. Thì ngày 19 tháng 10 là bắt đầu làm cái file video mà hồi sáng chúng ta lạy. Rồi ngày 19 tháng 11 là nó vào trong Tết Tây, chúng ta đã áp dụng thành công. Và 19 tháng 12 đó là cái ngày lễ tất niên kỷ niệm 21 năm thành lập Pháp hội, chúng tôi bật cái file đó lên. Và hình ảnh chúng tôi có trong đó phát trực tiếp, thì một số quý Phật tử Hà Nội như cô Diệu Nga đồ, cô thấy bữa nay sao sư phụ lên trên chùa Quan Âm lạy, rồi đại chúng lạy trang nghiêm đẹp quá. Cô nhìn cô không biết cái nghệ thuật đó là mấy để mà lạy mà hình ảnh đẹp trang nghiêm. Và cuối cùng chúng tôi nói đó là hóa thân thôi. Cô kêu thế là con ăn quả lừa rồi. Đẹp y như là có chúng tôi ứng hiện trong đó, chúng tôi có mặt trong đó, giống như là thiệt là chúng tôi thi hành đi lên đó, đi lên đây để lạy. Đây là một nghệ thuật cổ truyền thông, truyền hình thời đại hôm nay. Khoa học kỹ thuật có thể cho chúng ta được một cái phương tiện này. Tuy rằng chúng tôi ở dưới viện chuyên tu, nhưng trên này vẫn có hình ảnh chúng tôi lạy và có âm thanh của chúng tôi để lạy. Đây là một thần thông của khoa học. Tuy nhiên thần thông này không bằng đối với thần thông của Bồ Tát Quan Âm và thần thông của Đức Phật A Di Đà và những người vãng sanh Tây Phương, thì thần thông cực kỳ vi diệu nữa. Và cảnh Tây Phương Cực Lạc có thể ứng hiện trong tất cả các cảnh giới luôn. Điều này khoa học càng tăng tiến thì càng chứng minh cho Phật học của chúng ta. Đó là cái việc hôm trước chúng tôi có chia sẻ cái điều này. Và mỗi ngày 19 lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, hôm nay đã vào cái khuôn khổ và ổn định được. Đó là mấy lạy không cần người dẫn chúng, mà dẫn chúng cũng như đại chúng là lạy đều giống nhau hết. Tuy nhiên có một cái điều này cực kỳ quan trọng, đại chúng nên lưu tâm để về sau mình có thể lạy 500 danh hiệu hoặc 700, 800, 1000 thì không biết làm sao, cho hồi sáng đối với chúng tôi thì thêm 200-300 nữa là chuyện bình thường. Thực sự là vậy. Vì sao? Phương cách nào?
dẫu cho mình có sức mình lại đủ, nhưng mà mình cũng phải biết bảo dưỡng cái sức của mình. Thì cái đợt trước 19 tháng Giêng đó, thì chúng tôi lạy đến 3:30, bắt đầu nó ngút, nó mệt. Vì lúc đó giảng liên tục trong một tuần, thành ra chúng tôi chuyển sang cái cách đó là áp dụng theo lời của Tổ sư Ấn Quang dạy, đó là nếu mà lạy 50 lạy, 100 lạy trở lại thì bình thường không cần phải niệm trong tâm. Còn nếu mà lạy từ 200, 300, 400, 500 hoặc suốt ngày mà lễ Phật bế quan á, thì cần phải niệm trong tâm lạy, nó đỡ tổn khí và sức nó tăng cực kỳ hay luôn. Chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Thì hồi sáng chúng tôi lạy mới 50 lạy thôi, bắt đầu chúng tôi chưa mệt là chúng tôi chuyển sang lạy trong tâm rồi. Lạy như thế nào trong tâm? Nếu ai áp dụng được thì gần như ai cũng lạy được hết. Mệt kiểu gì cũng lạy được hết. Thường mà khi chúng ta lạy mệt là cái hơi chúng ta đọc ra tiếng và nó khô miệng, vì cái hơi nó ra liên tục, không có thời gian hít thở, và cái cơ thể chúng ta nó không có điều tiết được, cho nên thành ra nước miếng không ra, nó khô miệng, bắt đầu chúng ta giảo người, mồ hôi nó ra, nó mệt. Thì bây giờ mình điều tiết bằng cách nào? Mình lạy 500 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trừ Tà Tâm. Khi nghe chúng tôi sướng như vậy rồi, và tiếp một câu của chúng tôi là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, lúc đó quý vị lắng nghe, lắng nghe cho rõ và tập trung lắng nghe cho kỹ từng chữ từng câu. Thì Tổ sư Ấn Quang nói nếu người niệm Phật mà lắng nghe mấy niệm Phật, hoặc là cái ban đó niệm Phật chia làm ba ban á, hễ mà lắng nghe mà nhiếp tâm thì công đức rất lớn. Cái chỗ này là cái cách Tổ sư Ấn Quang dùng nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Tham tu đã thành để áp dụng cho con người tu tịnh độ, là tập trung nơi lắng nghe và chủ lực nơi chỗ lắng nghe. Mà tập trung lắng nghe, chủ lực chỗ lắng nghe mà nghe thì công đức vô lượng thù thắng. Thì cái lúc đó mình nghe Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thì hít vô, hít chậm thôi, hít sâu vô. Mà khi hít vô rồi mình nghe hết một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, bắt đầu mình xuống. Thì khi xuống đó rồi mình niệm trong tâm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, cũng hít vô theo cái câu niệm luôn, úp mặt xuống thở ra. Thì một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát lắng nghe và một câu quỳ thấp xuống để chuẩn bị lạy, trong tâm một câu nữa là hai câu. Thì như vậy lạy hoài không mệt là bởi vì không tốn khí lực, không tốn một chút hơi nào luôn. Không tốn một chút hơi nào luôn. Hoàn toàn hơi quay ngược vào bên trong hết. Hoàn toàn tâm quay vào bên trong hết. Và niệm trong tâm cái câu mà bắt đầu mình Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mà úp mặt xuống mà tha thiết niệm, mà cái chán của mình nghĩ rằng đặt lên cái chân của Ngài tha thiết cung kính, cái lúc chỗ đó nó tuyệt diệu luôn. Niệm trong tâm bằng với công đức niệm ra tiếng. Chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Sáng thầy Nhuận Minh có sức thầy niệm suốt luôn, không phải lớn nhưng mà thầy niệm suốt luôn. Mà riêng đối với chúng tôi thì chút nữa là bây giờ lên giảng thì không thể niệm suốt được. Dưỡng cái khí lực để mình làm những cái chuyện là hôm nay lên giảng. Còn cái lễ thì lắng nghe và niệm trong tâm, công đức vẫn bằng ra tiếng mà khỏe hơn nhiều. Và lạy một chút xíu không còn ra mồ hôi nữa, nước miếng bắt đầu lưu thông, rồi bắt đầu cơ thể nó sảng khoái ra, và mồ hôi chỉ rịn sơ không ra, mồ hôi chảy ròng ròng. Và suốt luôn nhiếp tâm trong 3:30 đồng hồ, hồi hướng nữa là 3:45 là không có mệt. Nếu mà lạy thêm 300 nữa là chuyện bình thường. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi. Còn nếu ai làm theo kiểu kinh nghiệm của mình thì mỗi người có mỗi kinh nghiệm, điện ra tiếng cũng được. Cô Giáng Hương sáng hôm nay cô cũng lạy theo pháp hội phát trực tiếp, cô niệm 500 danh hiệu ra tiếng luôn. Cô này cũng khỏe thiệt. Nhưng mà nếu có sức như vậy thì cũng nên niệm trong tâm để dưỡng cái khí lực đó. Đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi một chút xíu về cái việc để lạy để ngày 19 tháng 3. Nếu mà có cúng trai tăng và Phật tử tập trung đông, chúng tôi thấy rằng là cần lên đó thì chúng tôi sẽ lên. Chứ mà thường là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, những cái lễ chính đó thì Phật tử về đông thì chúng tôi sẽ thân hành chung với đại chúng lên đây. Như hôm nay thì thực sự hồi hôm qua chúng tôi vẫn còn có ý niệm rằng là tổ chức dưới viện chuyên tu, nhưng mà quý Phật tử phát tâm cúng trai tăng đông, vào một số quý Phật tử ở các nơi về đông, cho nên thành ra
một số người xuống dưới đó và một số còn ở trên này nữa đó, thì chúng tôi thấy không có được trang nghiêm viên mãn, cho nên mới hôm qua là chúng tôi đổi lại chương trình và lên trên này. Vì chúng tôi còn ám ảnh cái dịch bệnh từ ngày 19 tháng Chạp là lễ tất niên, chính quyền đến họ không có cho tụ tập. Từ cái ám ảnh đó, 2 tháng đến hôm nay chúng tôi mới có mặt trên chánh điện lại. Vì vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi chia sẻ quý vị mà đến hôm nay cái âm thanh, cái khí lực và cái sức khỏe còn là do áp dụng theo lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, đó là lễ Phật niệm trong tâm. Đó là cái hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, Bồ Tát Quan Thế Âm về mặt sự tích đó, thì từ nơi kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra nhiều bộ kinh đại thừa, nhưng lưu tâm rằng kinh Nguyên Thủy, kinh Tiểu Thừa, kinh Tạng Nikaya, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, vì bộ kinh này chỉ nói cho các hàng A-La-Hán, chưa có nói cho các vị Bồ Tát, cho nên thành ra không nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có trong kinh Tạng Nikaya là Bồ Tát Quan Âm là nhân vật hư cấu, không phải vậy. Nên nhớ chỗ này. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có trong kinh Tạng nào và Đức Phật nói trong bộ kinh nào? Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói, đúng không? Quá rõ, ai cũng biết điều này. Và không thể nào có thể phủ nhận rằng là Kinh Pháp Hoa là phi Phật thiết, không có thể phủ nhận được. Vậy cho nên thành ra là bộ Kinh Hoa Nghiêm cũng nói Bồ Tát Quan Thế Âm, Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cũng nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, và rải rác rất rất nhiều kinh nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài có duyên với chúng sanh trong cõi ta bà này, cho nên về cái mặt sự tích, về cái mặt mà sử liệu trong kinh Tạng Đại Thừa thì quá rõ, nhưng mà trong kinh Tạng Nam Truyền á, Nam Tông á, Tiểu Thừa thì không nhắc đến. Nhưng mà riêng cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ đó, thì khi quý vị bước vào phía bên tay phải thì có cái hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, có hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt bên đó có. Chúng tôi nhớ cái lúc đi sang Ấn Độ đó, và ai nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm khắc được khắc cái hình tượng trên cái tháp này, và ai nhắm mắt đi vào tầm khoảng 6-7 mét mà nhắm mắt lại mà đừng có hí hí nha, đừng có mở ra mà nhắm kín lại mà đi đến mình đụng Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cái nguyện gì mình nguyện trước khi mình đi mà rờ đụng là điều thành tựu hết. Một số quý thầy trong đoàn có nói như thế, nói đến cái sự linh nghiệm của Ngài. Như vậy về mặt sự tích là chúng ta yên tâm, có một vị Bồ Tát giống như chúng ta lúc trước chưa thành Phật, là một vị phàm phu như chúng ta, do Ngài giác ngộ. Giác ngộ nghĩa rằng là phát giác đạo tâm, tâm được tổ ngộ và chứng đắc được nhĩ căn viên thông và thần thông diệu dụng, và trở thành một vị Phật, đó là cổ Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có được thần thông diệu dụng và biết được vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy thành cổ Phật rồi mà hiện thân Bồ Tát vào ta bà về Tây Phương Cực Lạc để cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vị Bồ Tát này, mười phương chư Phật và chư hàng đại đại Bồ Tát phải là kính phục, bởi vì cổ Phật rồi mà còn phải hiện thân thành Bồ Tát. Lắng nghe cho kỹ, đừng có ngủ nha, tập trung lắng nghe. Nếu mà buồn ngủ phải hít cho sâu vô, tập trung hít cho sâu vô cho nó đủ không khí trong người, nó tỉnh để mà nghe những cái đoạn này kỳ tích á. Ít có khi mà để mà ngồi được như vậy để mà lắng nghe lắm ạ. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm về mặt sử liệu có đúng không? Có. Tổ sư Ấn Quang nói rằng là đừng nói rằng và đừng có nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Quan Âm cách đây 10 muôn ức cõi ở Tây Phương Cực Lạc, rồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài mà quên Bồ Tát trong tâm. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Và nói rằng là chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm trong tâm là tánh nghe, và trở về tánh nghe được rồi, khỏi cần niệm Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài. Nếu ai nghĩ như vậy thì chấp sự bỏ lý và chấp lý bỏ sự, không viên dung xử lý. Cái chỗ này là Tổ sư Ấn Quang có khai thị cho
trong văn sao về Đức Phật A Di Đà. Đừng nói rằng chỉ có Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương cách đây 11 ức cõi rồi quên Đức Phật A Di Đà nơi tự tánh. Chỉ cầu Đức Phật ở bên Tây Phương tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là tin vào cái sự là về hình tướng của Đức Phật A Di Đà mà quên lý tánh thì người này không thành tựu. Thì chúng tôi lấy từ cái ý này mới nói cho quý vị rằng là chỉ cầu Bồ Tát Quan Âm bên ngoài nhưng mà trong tâm của mình không có đúng như lý như pháp, trong tâm mình không có lòng từ bi, trong tâm mình không có cái hạnh nguyện giống như Bồ Tát Quan Âm thì mình niệm khó có thể cảm ứng được. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Hôm nay chúng tôi nói nhiều người người ta sẽ nói rằng niệm Quan Âm lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm làm gì có bên ngoài mà lạy Quan Âm trong tâm nè, tự tánh nghe của mình đó là Quan Âm, có Quan Âm bên ngoài đó mà lạy, thì người này nói vậy là chấp lý mà bỏ sự, không đúng. Còn có nhiều người họ chỉ lạy Bồ Tát Quan Âm nhưng mà bên trong họ vẫn là hoang ố, tâm vẫn phiền não, tâm vẫn là gì xấu ác, thì giống như là nước đục trăng không ứng hiện được. Nước bị dao động, nước bị đục, tâm bị vẫn đục, tâm bị dao động, tâm bị phiền não, tâm bị bất an, không chịu thay đổi mà niệm Bồ Tát Quan Âm cần ngài gia hộ thì giống như là gì, nước đục dầu cho có trăng, trăng nó cũng không ứng hiện trong đó được, do nước đục chứ không phải do trăng. Cái chỗ này là cái chỗ lý luận sâu sắc của Tổ sư Ấn Quang, phải xử lý viên dung. Sự là đem cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm làm cái hạnh của mình là cái hạnh cứu khổ ban vui, đem cái tâm của Bồ Tát Quan Âm làm cái tâm của mình, đâm đó là tâm từ bi, đem cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm trở thành cái nguyện của mình, đó là nguyện để giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Thì người này mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì dễ cảm với Bồ Tát bên ngoài, bởi vì tâm người này đã tương ưng với tâm Bồ Tát Quan Âm. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Mà khi mà đã cảm được Bồ Tát Quan Âm ngài ứng hiện thì thôi rồi, công đức bất khả tư nghị. Tuy nhiên có một số những người tâm họ phiền não khổ đau quá rồi, họ không biết ở trong tâm có Bồ Tát Quan Âm mà họ thành kính, họ tha thiết, họ niệm lâu ngày chày tháng rồi, cái công đức danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm thay đổi cái tánh phàm phu của họ, họ chuyển phàm thành thánh, họ chuyển ác thành thiện, họ phá mê khai ngộ, có từ sự đi vào lý được. Nhưng người mà chấp lý mà quên sự, không lễ lạy Bồ Tát á, thì người này thất bại. Dầu cho người này giỏi vắn gì đi nữa mà bỏ sự tướng để lễ lạy, không thấy có Bồ Tát Quan Âm bên ngoài gia hộ, chỉ là Quan Âm nơi tự tánh nghe, không cần lạy, không cần niệm, thì người này không sẽ thành tựu được. Đây là chấp lý mà bỏ sự. Nhớ cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Cho nên mình lạy 500 danh hiệu cần lạy không? Cần chứ. Một danh hiệu Bồ Tát là một hóa thân của ngài. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Tà Tâm là một hóa thân của ngài. Ai khởi tà tâm, dâm tâm, xấu ác tâm khởi lên, thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm, ngài khử trừ rất nhanh, đỡ tốn tâm lực. Vì vậy cho nên thành ra mới nói là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Tà Tâm. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ thân bệnh, trĩ bệnh, khí bệnh. Hồi sáng chúng tôi đảnh lễ mấy danh hiệu, quý vị có đảnh lễ không ạ? Đó. Nói chỗ này là viên dung, nói chỗ này là đến cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang luận đến tột cùng của xử lý. Đừng nói rằng có Di Đà nơi tự tánh rồi không niệm Di Đà bên Tây Phương để cầu vãng sanh, về hay không, về được hay không là do nguyện lực của Phật Di Đà đó. Nhưng mà mình thấy rằng chỉ có Di Đà bên Tây Phương là niệm Di Đà bên Tây Phương mà không có trở về với tự tánh, thanh lọc nơi tự tánh, đoạn trừ tập khí để tự tánh Di Đà hiển lộ và cảm được Di Đà bên Tây Phương, thì Di Đà bên Tây Phương cũng không rước mình được, bởi vì mình không chịu đi á mà. Đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi lấy từ cái sự lý luận của Ấn Tổ là xử lý viên dung, niệm Phật, lạy Phật, cầu vãng sanh Tây Phương mà đem sang để nói đến Bồ Tát Quan Âm. Quý vị thông chỗ này đúng không ạ? Thông. Nếu mà thông chỗ này được rồi thì hàng ngày cứ việc lạy Bồ Tát Quan Âm tha thiết. Mà lạy làm sao để trong tâm năng lạy là mình, sở lạy là Bồ Tát Quan Âm, tánh không tịch. Cảm ơn. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc của danh từ nhà Phật, quý vị thường nghe không? Năng niệm, sở niệm, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghị. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Sở lễ là Phật Di Đà, sở lễ
là chư Phật, sở lễ là Bồ Tát Quan Âm, là chư vị Bồ Tát tánh không tịch. Thì lúc này cảm ứng, muốn tánh không tịch thì hàng ngày phải thường lễ, chứ không phải lễ 5-3 lễ một ngày mà được tánh không tịch đâu. Phải có thời gian 1-2 tiếng, một vài trăm lạy. Có cô ở Sài Gòn, cô nói mỗi ngày con lạy 500 lạy Bồ Tát Quan Âm, có khi 500 lạy Phật Di Đà là 1000 lạy. Phàm phu chúng ta phải lễ Phật, phải lễ Bồ Tát Quan Âm. Chứ nếu mà tu mà không lạy, chỉ ngồi đó không thì thân mong an nhàn, thì không có chuyện nhất tâm, không có chuyện tứ tội đâu. Chỗ này là chỗ khai thị Quán Tổ. Có nhiều người nói thôi ngồi thiền được rồi, ngồi niệm Phật được rồi, đi kinh hành nó khỏe hơn, lạy cho nó mệt. Thì có người hỏi Ấn Tổ như vậy, Ngài nói nếu tu mà cứ mong sự an nhàn như vậy mà không có thành tâm mà lễ Phật để ra công nhọc sức thì khó cảm thông. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Vì vậy cho nên pháp hội của mình lễ Phật suốt luôn, lấy lễ Phật làm chánh, làm chủ luôn. Một cái tâm tha thiết mà lễ Phật là gì? Một câu niệm Phật được vô lượng công đức. Lễ Phật một lễ tổ diệt hà sa mà. Mà đây là một cách vận hành cho cơ thể được khỏe, tuyệt hay luôn. Đó là cái việc hôm nay chúng ta nói đến xử lý của Bồ Tát Quan Thế Âm là như vậy. Và cái hạnh nguyện của Ngài, chỗ này lắng nghe nha. Tổ sư Ấn Quang có khai thị, việc lớn nhất của đời người đó là sanh và tử. Nhưng mà khi sanh thì phải nhắc người đó niệm Quan Âm và mới niệm ra tiếng. Tử thì phải nhắc người đó và khai thị người đó và luân phiên niệm Phật A Di Đà để cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta ngồi suy nghĩ hoài, ủa sao người đó sanh, sao không kêu người ta niệm Phật A Di Đà luôn mà bây giờ lại kêu người ta niệm Quan Âm? Chúng ta ngồi suy nghĩ hoài thì cuối cùng gì? Hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm trong 500 danh hiệu đó là gì? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cứu sản nạn. Do cái nguyện của Ngài cứu sản nạn, còn cái nguyện của Phật Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ mới nói rằng là lúc sanh đẻ phải nhắc, phải nói người đó niệm ra tiếng, niệm lớn tiếng, không phải là niệm quá trời lớn tiếng để cho mình bể cổ họng, nhưng mà phải ra tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rẹt ra luôn. Có điều này không? Có điều này. Một số người phải mổ, một số người gì, đứa con ra không được, lay quay mẹ chết con chết luôn. Cho nên Ấn Tổ nói nên lưu truyền cái thiện thư này. Cha mẹ hết đẻ rồi phải không? Phải biết điều này để nói cho con cháu đi đẻ, đúng không? Bây giờ có cô đã 50 mấy tuổi không đẻ nữa, cái trời còn nghe cái này làm gì? Phải nghe để truyền bá giúp cho người khác, cứu người đó nghe, cứu người bằng cách là niệm Quan Âm để mẹ tròn con vuông, mẹ không chết và con không chết, chứ coi chừng là mẹ chết con chết bên cái việc sanh đẻ này. Lúc đó mình đau quá mình quản hồn lên on gia trái chủ đến chặn không cho mình đẻ, rồi cuối cùng đau quá chết luôn. Ấn Tổ nói sanh thì phải cần có Bồ Tát Quan Thế Âm vì Ngài có cái nguyện cứu sản nạn. Cái chỗ này là chúng tôi nghe là bởi vì Ngài nhắc hoài, Ngài nhắc trong văn sao hoài. Cái điều này lên lưu truyền để cứu mẹ con. Lúc sanh là cực kỳ quan trọng. Bây giờ mấy ông có cần chuyện này không? Mấy ông không sanh có cần biết chuyện này không? Biết để nói cho con cháu chứ. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm thúy của Bồ Tát Quan Thế Âm, cái hạnh nguyện. Và chỉ có Ấn Tổ Ngài mới khai thác được cái chỗ này. Ngài nói cực kỳ hay. Và thứ nhất khi là niệm Quan Âm Bồ Tát để sanh rồi, thứ hai nữa khi sanh ra rồi mà tâm người đó bực tức cho con bú, vì tâm bực tức cho nên sửa thành chất độc cũng giết con trẻ, mà sửa độc giết con trẻ vô lượng vô số. Thì nếu mà họ bực bội đó lên, họ sân hận, họ tức tối mà họ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 5-10 phút, 2-30 phút, nửa tiếng, họ tha thiết họ chịu niệm 1-2 tiếng, 1-2 ngày, đừng có nói 1-2 ngày, 2-3 tiếng là dập tắt cái lửa xong, là sửa trở thành thanh lương trở lại, sửa trở thành cam lồ, đứa con nó bú vô là nó khỏe mạnh, nó đẹp trai đó đó. Tin không? Trời, cái chỗ này cũng là Ấn Tổ Ngài nói sửa độc giết con trẻ, sanh đẻ mà mẹ chết con chết, cần phải lưu truyền thiện thư này. Nên chúng tôi nói làm sao để quý vị nhớ mà về để mà mình thực hành được mới là hữu hiệu. Đó là cái việc mà sanh đẻ là sanh cần phải có Bồ Tát Quan Âm. Và trong cái sự sống của mình đó, sanh ra phải sống đúng không? Chứ sanh ra đâu chết liền đâu, sanh ra đâu phải là xong đâu, mà sanh ra rồi phải sống.
sống từ nhỏ đến lớn. Bởi vì con người ở cõi Ta Bà là như vậy, chứ ở cõi Tây Phương là không có từ nhỏ đến lớn. Vừa rồi Chủ Nhật Thầy Nhuận Binh có đọc đó, con người sanh ra ở cõi Tây Phương Cực Lạc giống hệt như Đức Phật Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông diệu dụng đầy đủ, từ trong liên hoa hóa sanh ra là thân tướng giống hệt như Phật Di Đà và thọ mạng bằng với Đức Phật Di Đà rồi. Không có phải như người ở cõi mình sanh ra giống như con chuột, giống như con heo con đỏ que vậy, khóc que que que, bắt đầu lớn lên đến bây giờ 50 tuổi. Thấy vô thường không? Thân con người ở cõi Tây Phương Cực Lạc không phải như vậy, không phải như rứa đâu. Mà gì? Họ sanh ra là thân tướng, họ có thần thông diệu dụng đi cúng dường liền. Còn mình thâm ra mình nằm im nữa, cái cúng dường gì được không? Vì nghiệp báo mà. Đó. Thì như vậy khi con người sanh ra rồi phải sống đúng không? Sống là để mà sinh tồn, để mà lớn lên. Thì Ấn Tổ kêu sống cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm nữa. Trong cuộc sống đó. Mà trong cuộc sống mà có Bồ Tát Quan Âm mà thường tin tưởng Ngài thì thôi, Ngài cứu khổ ban vui cực kỳ là linh nghiệm luôn. Mà trong cái cứu khổ đó thì cái khổ nào mà Ngài cứu cho mình linh nghiệm nhất, lắng nghe nè. Khổ đó là gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì bát khổ là tám cái khổ này. Tổ sư Ông Quang nói là người giàu có, người vua chúa và bất cứ con người gì trong cõi này, từ hạ tiện đến cho con người vua chúa đều phải nằm trong bát khổ này hết. Mà trong bát khổ đó chỉ có bệnh khổ là kịch liệt nhất. Mà thân bệnh thì Ngài cũng có cái nguyện là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô năng trừ thân bệnh, năng trừ trĩ bệnh luôn, năng trừ khí bệnh luôn. Thì nếu người nào bệnh mà do túc nghiệp á, mà thuốc bác sĩ chữa không được á, thì thuốc A Già Đà hoặc giả niệm Quan Âm là cực kỳ nhanh. Cho nên trong văn sao có người hỏi Ấn Tổ khi mà gặp hoạn nạn, bệnh hoạn, gặp oan gia trái chủ, gặp bất trắc á, thì con phải làm sao? Tụng nhiều kinh hay là niệm nhiều chú, hay niệm nhiều Phật hay là niệm nhiều Quan Âm? Thì Tổ sư Quan trả lời nè, lắng nghe nè. Nên thành tâm cung kính đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm thì nhanh nhất Ngài ứng hiện trong sát na Ngài cứu khổ và đỡ tốn tâm lực. Cái chỗ mà đỡ tốn tâm lực, không mất thời gian. Sống cũng phải cần của Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái việc quan trọng. Và trong cái khổ đó thì bệnh khổ đúng không? Bệnh khổ đó là một cái loại nghiệp chướng từ nơi cái gì? Từ nơi cái khởi hoặc là tham sân si. Tạo nghiệp đó là sát trộm dâm dối. Rồi bắt đầu nó sanh ra cái thân bệnh, rồi tâm phiền não. Thì trong ba cái chướng ngại lớn nhất, lắng nghe nè, trong ba cái chướng ngại lớn nhất của đời người, mà con người trong cõi Ta Bà, đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái này là cái chướng ngại lớn nhất. Nếu mình lỡ làm ăn thất bại, tiền của không có, thì cái chuyện này đôi khi một thời gian sau, đôi khi mình biết bố thí cúng dường nó trở lại đúng không? Nhưng mà đến khi mà thân bệnh rồi, gọi là nghiệp chướng của thân bệnh, rồi báo chướng là nó báo oán mình và phiền não chướng nó tới, thì thực sự thuốc men bác sĩ không ai giải quyết được quý vị đâu, không ai giúp được quý vị đâu. Chỉ có gì? Phật A Di Đà và Quan Âm Bồ Tát thần chú Đại Bi là chỗ nương tựa vững chắc. Cho nên thành ra chút xíu nữa Thầy Nhuận Binh sẽ đọc cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, Ngài trì thần chú Đại Bi như thế nào, để mọi người trong này và khắp nơi trên thế giới khỏi phải lăn tăn vì sao mà chuyên tu niệm Phật, chuyên tu tịnh nghiệp vãng sanh cần phải trì thần chú Đại Bi. Ngay nơi Tổ Ấn Quang là cổ Phật hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, còn phải trì thần chú Đại Bi một ngày 25 biến hoặc giả là 50 biến. Chút nữa thì Nhuận Binh đọc cho quý vị nghe ha. Thì như vậy là cái cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, Ngài gói gọn trong bộ văn sao những gì? Trước khi chúng tôi nói đến nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, lắng nghe nha. Nãy giờ chúng tôi nói tuy rằng hơi nhanh và tập trung nói quý vị tưởng là bình thường, nhưng mà trong tâm khảm của chúng tôi thực sự ngày hôm nay là cảm xúc rất sâu lắng. Không dễ gì được ngồi trong chánh điện này, 2 tháng trời dịch bệnh, Tết cũng ăn Tết không được, chúc Tết cũng ở dưới viện chân tu, không có cái Tết nào mà nó gọi rằng là nó vắng vẻ mà nó ế quá trời ế luôn. Trời ơi, mùng 1 chúc Tết xong đi lên đây lang thang một mình không thấy ai hết trơn. Người ta ăn cơm trưa xong người ta về hết trơn rồi. Ế mà ế quá trời luôn. Mấy lúc trước mùng 1 Tết là nghe hết chánh điện, trời ơi chùa nó vui gì mà nó vui. Chúng tôi mới nói trời ơi cái con corona ơi, Covid ơi, mình làm chi mà ở đây mình làm cho chùa tao vắng dữ Covid.
Ngày hôm nay mà ngồi đây là 2 tháng trời, từ ngày 19 tháng chạp, tháng 12 đến hôm nay 19 tháng 2 là 2 tháng trời hôm nay mới ngồi ở đây. Quý Phật tử được ngồi trong này. Mình sanh trong cái cõi này là cõi gì? Quốc độ nguy thủy, không an ổn. Quốc độ không an ổn, dịch bệnh hạn hán, động đất sóng thần. Mình đang đi vô con đường hiểm nè. Con đường này là đường hiểm nè. Con đường người là thiên, nhân đạo là đường người, đúng không? Nhân là người, đạo là đường. Nhân đạo là đường người, thiên đạo là đường trời. Atula đạo là con đường, là cõi Atula. Mà ba cái cõi này vẫn là đường hiểm. Trong kinh Pháp Hoa nói đây là nhờ lửa tam giới, đây là đường hiểm. Mau mau hãy ra khỏi con đường hiểm, ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Phải có chỗ về, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên lắng nghe kỹ chỗ này. Thì như vậy quý vị biết rằng là cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, Ngài gói gọn trong ba chục bộ văn sao. Mà cái cốt tủy nó nằm ở chỗ này, lắng nghe này. Lắng nghe cho kỹ nha. Ngài nói học Phật bắt đầu từ gia đình, gọi là giáo dục gia đình. Một cuốn sách này chúng ta đã in ra. Bỏ cái giáo dục trong gia đình, mà giáo dục trong gia đình cái cốt lõi đó vẫn là gì? Bác đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Vì ngũ luân đó là cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Những cái này Ngài nhắc ra rã, nhắc lại hoài ở trong đó. Và nếu gia đình người nào mà được lời dạy thánh hiền, và gia đình người nào mà tốt rồi, chừng họ đi tu họ cũng trở thành người tốt, họ ra công ty họ cũng trở thành người tốt, và họ đi làm việc cho chính trị họ cũng vì dân, họ cũng là một người tốt. Cho nên gia đình là một cái nôi, là chỗ cực kỳ quan trọng. Nó là cái gốc của xã hội. Mà cái thân là cái gốc của gia đình, và cái tâm là cái gốc của cái thân. Cho nên thành ra Ngài nói rất kỹ về cái việc giáo dục gia đình, mà bị phá hủy hết toàn bộ những cái việc giáo dục gia đình do cha mẹ không gặp lời dạy của thánh tiên hiền. Cho nên con cái nó có tài mà nó lại thất đức, cho nên nó trở thành một người gian ác. Nó làm loạn cái xã hội này lên, cũng từ nơi một gia đình không có sự giáo dục bằng lời dạy của thánh hiền, tích lũy âm đức cho nó, tích lũy tổ nghiệp cho nó. Cho nên thành ra nó làm cho xã hội này bắn loạn lên, cũng từ nơi gia đình không có sự giáo dục của lời của thánh tiên hiền. Họ chỉ cần tích lũy đó là cái tổ nghiệp, là sự nghiệp làm ăn thôi, không có nghĩ đến âm đức và tổ đức. Chỗ này Ngài nhắc tới nhắc lui về cái việc này. Ngài nói băng hoại hết cái sự giáo dục gia đình rồi, may thay ai còn gặp được cái cuốn giáo dục gia đình mà của Tổ sư Ấn Quang đem về áp dụng. Thì 3 năm, chúng tôi nói 3 năm thôi. Riêng chùa Quan Thế Âm mình từ khi 4 năm mấy mà chúng tôi phổ biến hôm nay gia đình tại chùa Quan Thế Âm là coi như là gì? Sở hữu quyến thuộc hòa thuận đấy. Trong 500 danh hiệu có danh hiệu đó là sở hữu nhất tâm đảnh lễ Nam Mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Nay gia đình của chùa Quan Thế Âm là tương đối là gì? Hòa thuận, không có quýnh lộn, không có cả lộn. Sùng sùng chút thôi, bỏ. Được, sùng sùng chút bỏ được. An ổn vô cùng. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi trước quý vị, chúng tôi không phải khoe khoang khoác lác, mà chúng tôi có được một cái gia đình gần 100 mấy anh em, từ các vị tỳ kheo cho đến sa di tịnh nhân mấy chú và các cụ nữa, mà ăn vui, cùng ăn chay với nhau. Cho anh em ở trong này không có người nào đòi ăn mặn hết trơn, ngoan vậy đó. Phải là sở hữu quyến thuộc hòa thuận không ạ? Không ai kình cãi với nhau. Chúng tôi nói hôm qua, chúng tôi nói hôm nay là tổ chức giảng trên này ngang, thầy Thiện, thầy Phiên mới thầy kêu dạ, rồi kêu mang pháp tòa xuống ngăn dạ, nấu cơm cho ngon ngăn dạ, chiều nay cúng thí làm cho lớn ngăn dạ. Quyến thuộc hòa thuận từ nơi cái cuốn sách giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang mà có tác dụng. Bản thân chúng tôi ở tại nhà và chung với anh em, sống với nhau bằng một sự biểu pháp với nhau, cho nên thành ra nó có kết quả. Chứ chúng tôi xách gói mà đi hoài thì gia đình này cũng rối luôn, bởi vì chúng tôi không có bổn phận với gia đình chúng tôi. Coi lại, đọc cuốn sách này mỗi ngày như ăn cơm bữa. Thứ nhất, thứ hai là bảo thân tiết dục, giữ gìn thân thể, kéo dài thọ mạng và sức khỏe bằng cách bớt ham muốn về tài sắc danh thực, thì là ngũ dục, nhất là sắc dục. Ngài đề xướng chỗ này tuyệt hay, ít ai dám nói chuyện này. Tu sĩ mà sao lại để nói chuyện này? Mà chuyện này bác sĩ không có nói, không ai nói. Cho nên là tôi phải nói, tôi cứu người.
hay cực kỳ luôn cái cuốn sách giáo dục gia đình này. Một bộ sách này chúng tôi bỏ tiền tỷ ra in, quý vị phải hết sức thận trọng, là hai cuốn sách. Thứ ba là Ngài nói rằng là phải kiên giết phóng sanh ăn chay. Đó là nhà tích thiện thì điều vui có thừa. Còn nhà người nào mà không kiên giết và cứ sát sanh và cứ ăn mặn và không biết phóng sanh và chê bai chỉ trích những người phóng sanh nữa là nhờ nhà người này tích ác thì tai ương có thừa. Ngài nói rất sâu về cái việc mà kiên giết phóng sanh ăn chay. Cho nên chùa của mình áp dụng triệt để mỗi chủ nhật là phải phóng sanh. Không ai cúng chúng tôi cũng phóng sanh. Vừa rồi cô Lợi cô làm cái lễ phóng sanh 10 triệu viện chân tu phát trực tiếp một buổi, chúng tôi nói cảm xúc cực kỳ cảm xúc luôn. Nhiều Phật tử phát tâm phóng sanh 10 triệu những ngày chia ra, những ngày thường đó. Đó là cái việc chúng tôi cảm được cái lời khai thị của Ấn Tổ về cái việc phóng sanh đúng như lý như pháp. Giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, kiên giết phóng sanh ăn chay. Đơn giản phải không? Áp dụng có tín hiệu tốt liền. Ba đúng không? Thứ tư, Ngài nói nên trì thần chú đại bi. Bản thân quan cũng phải trì thần chú đại bi để hộ quốc và hộ thân. Cực kỳ linh nghiệm luôn. Chút xíu nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc đoạn này cho quý vị xem. Người trì thần chú đại bi không chết vô 10 chỗ xấu ác, sanh 10 chỗ thiện sanh. 5 biến một ngày nếu không có thời gian, hoặc 21 biến, hoặc là 50 biến, hoặc 108. Nay thầy Nhuận Minh một số anh em dưới đó là 108, yên ổn vô cùng. Cực kỳ linh nghiệm hay cái thần chú đại bi mà ai chịu tụng. Mà ngoài trì chú đại bi rồi phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Đó là trợ hạnh. Rồi cái chánh hạnh đó là niệm Phật tín nguyện chân thật, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cuộc đời của Ngài gói gọn trong đó là giáo dục gia đình, giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn để làm tiên thiên cho con cái. Khi chưa sanh con mà biết tiết dục thì sanh đứa con này ra là phải là siêu quần bạc tụy thôi. Người này là tuyệt thôi. Bây giờ tiên thiên đã tích lũy đủ âm đức và tinh lực, là tiên thiên tích lũy đủ thì đứa con này phải là siêu quần bạc tụy, chứ không phải là kẻ hạ ngu bất tiếu đâu. Và thứ ba đó là phải phóng sanh kiên giết ăn chay. Thứ tư là mỗi ngày phải trì thần chú đại bi ít nhất là 25 biến như ngày. Tệ bẹt lắm là cũng phải có 5 biến, đừng bỏ. Nếu người nào giữ 5 biến, trong kinh Đà La Ni nói rằng là suốt cuộc đời người này không đọa ác đạo. Hay thần chú đại bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Đức Phật A Di Đà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm để hỗ trợ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà có một số người nói rằng nếu niệm Phật Di Đà mà còn trì chú, hoặc là niệm Phật A Di Đà còn phải niệm Quan Âm Bồ Tát là sen tạm. Lúc trước chúng tôi có hiểu như vậy, nhưng mà đến khi chúng tôi đọc vào văn sao thì không phải là sen tạp, nhưng mà tránh trợ cùng hành, giống như là thuận nước căng bường. Hay như chỗ này, ăn cơm trắng cũng được, chuyên tu mà niệm một câu Phật hiệu cũng được, nhưng mà kiêm tu là ăn cơm mà kèm theo thứ ăn cũng không sao. Chỗ này Ngài lý luận rất hay như chỗ này. Đó là cái việc mà hồi nãy giờ 1 tiếng 13 phút, coi như 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi chia sẻ về cái việc mà hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Và người niệm Phật cần thêm phải trì chú niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Và chúng tôi nói một chút xíu về cái nghiệp chướng ở chỗ này. Nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, ba cái này là chướng ngại lớn nhất của con người. Nếu không biết cách tháo gỡ thì gần như là mình bất lực và tàn đời luôn, và không nghĩ rằng mình có thể mình gượng lên nổi. Bởi vì sao? Bác sĩ bó tay, không chữa được. Rồi thuốc men vô hiệu. Thì đó là gì? Là một cái túc nghiệp thân mang một cái chứng bệnh quá nặng. Cô có thầy giác, dì thầy giác, dòng họ có thầy giác, bà đó, cô đó tự nhiên sao nằm xuống, cái nằm im luôn 3 năm, không đứng dậy nổi nữa. Người ta phải lo lắng. Mà khi mà bệnh mà nằm xuống mà không làm gì được có phước mà người ta lo cho mình nữa thì tổn phước. Mà nằm vậy đó 3 năm trời, khi đem lên trên chùa mình á, nghe, chỉ có 1 tháng mấy ngày thôi mà bà ra đi. Có phải là cái công đức niệm Phật để hóa giải nghiệp không? Nếu mà lúc này con người như vậy thì đem vô phòng hộ niệm là chuyên nhất niệm Phật luôn. Còn riêng đối với chúng ta mà còn sinh tồn cuộc sống, mà vấp phải những cái chuyện mà cơm áo gạo tiền nhà cửa bệnh hoạn đó, mà cần thêm có Bồ Tát Quan Thế Âm để vượt qua thì đỡ tốn tâm lực nhanh hơn. Phải nhớ chỗ này, chứ không phải sen tạp đâu. Phải nhớ chỗ đó.
Và khi mà nghiệp chướng vượt qua được nữa thì báo chướng bắt đầu nó nhẹ. Mà có nhiều người báo chướng bị là thân bệnh rồi phiền não chướng họ không có là do gì? Họ niệm Quan Âm, họ tu tập cho nên thành ra họ có bệnh mà không có khổ. Họ có nghiệp chướng đó, họ có báo chướng đó. Như là Hương Trúc là vợ của chú Quảng Tịnh là bị ung thư đúng không? Nhưng mà vậy ung thư đáng lẽ người ta phải đau đớn đúng không? Mà sao cổ không đau? Hỏi đau không? Kêu không, kêu ổ giả bộ là nói cho sư phụ yên tâm hay sao? Là con nói con không đau, ung thư không đau là chuyện lạ, kêu không đau thiệt mà. Ngộ, lý do gì? Phóng sanh liên tục niệm Quan Âm, niệm Phật, nguyện vãng sanh cho nên thành ra có đau bệnh là nghiệp chướng. Có báo chướng đó là gì? Thân thể bị mang bệnh là báo oán. Nhưng mà không có phiền não, không có khổ đau. Người ta biết tu tập cho nên thành ra là phiền não không có. Mà cái người mà mới bệnh sơ sơ thôi đó nghe, người ta thường nói cái câu gì đó lắng nghe nè: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Trời ơi, anh nhà giàu anh mới đứt tay một chút anh la ôm sùm hết trơn, anh kêu xe ôm ba lăng đồ tuấn để đến chở đến băng rồi. Còn người nghèo quá đi, người nghèo đâu có tiền gì đâu, đổ ruột ra cũng nằm đó. Cho nên mới nói là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cho nên là Ấn Tổ nói cái người nghèo họ chịu đựng khá hơn người giàu, bởi vì họ không có phước, họ chịu đựng quen à. Khổ cực cái gì họ chịu đựng cũng được. Còn người giàu họ hưởng phước là có phước báu á, họ hưởng phước rồi mà khi mà gặp những cái chướng duyên hoặc nghiệp báo đến, họ khó chịu đựng nổi hơn. Mà nếu hai hạng này mà thành tâm niệm Quan Âm, niệm Phật, trì thần chú đại bi thì nó vượt qua một cách nhẹ nhàng. Còn nếu mà thọ mạng mà hết rồi đó ngang, chữa không được luôn á, thì chuyên nhất niệm Phật để cầu vãng sanh luôn. Còn nếu bình thời mà mình đến nỗi mà gọi rằng là cuộc sống mình còn sinh tồn và cái chí nguyện của người này bản sanh còn kém quá, họ chưa đủ á, thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm cho họ thấy có sinh linh nghiệm, vượt qua những cái chướng ngại khổ đau rồi tiếp tục là hỗ trợ cho họ thêm pháp môn niệm Phật, để từ từ họ đủ tích lũy thiện căn phước đức viên viên hại bản sanh. Chứ không phải là cái việc mà mình cứ kêu rằng là ai cũng phải niệm Phật Di Đà. Lắng nghe chỗ này nè, Ngài Đế Nhàn bị bệnh từ Ôn Châu cũng ở Trung Quốc trở về, chân không đi được, ăn phải nhờ người khác, tiểu tiện phải nhờ người khác. Vì sao Ấn Tổ phải khuyên Ngài Đế Nhàn niệm Quan Âm, không khuyên niệm Di Đà? Cái chỗ này là cái chỗ hay. Đáng lẽ Ngài Đế Nhàn khi bệnh như vậy thì bây giờ Ngài cũng tu tịnh độ thế này, niệm Phật vãng sanh đi đúng không? Nhưng mà riêng Ngài Đế Nhàn thì gì? Bệnh ngồi một chỗ phải nhờ người khác. Thì Ngài nói Phật Pháp hưng si nơi tại nơi Ngài. Nếu Ngài bệnh rồi mà lúc Ngài lên Pháp Tòa, Ngài nói rằng là niệm Quan Âm, niệm Phật A-di-đà là chuyển được định nghiệp, mà sao Ngài không niệm đi? Nếu mà Ngài bệnh như vậy thì những người ta nghe Pháp, người ta sẽ cho Ngài như thế nào? Ngài biết không? Bây giờ Ngài phải nhanh niệm Quan Tham Bồ Tát. Ngài mới dẫn chứng cái câu chuyện của cái ông đó từ Sơn Đông đi đến ngay cái chợ xin ăn, dùng tay thay chân, quá trời đau khổ. Khi gặp Ngài Thủy Cốc, Ngài Thủy Cốc chỉ cho niệm Quan Âm. Niệm 3 năm sau rồi gặp bà già, bà chỉ cái chân bà già đó là Bồ Tát Quan Âm, chỉ vô đứng dậy, đứng dậy. Ngài kêu tôi bị liệt sao đứng dậy được. Cuối cùng gì? Ngài đứng dậy được rồi một cái bình thường trở lại luôn, trở thành một người siêu quần bạc tỵ, lấy hiệu là Bát Nhai. Cái câu chuyện này đáng lẽ hôm nay thầy Nhuận Minh đọc, nhưng mà cuối cùng thì không có thời gian đọc những chuyện cảm ứng khác, cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang là cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên thành ra Ngài nói nếu cái sức mình chịu đựng không nổi khi niệm Phật Di Đà để mà nguyện vãng sanh, cái nguyện còn yếu ớt, thì nên niệm Quan Âm trì thần chú để bi, để nó qua khỏi cái chuông đó, nó qua khỏi cái chướng ngại đó đi, rồi tiếp tục mình quay trở lại niệm Phật cũng không sao. Chỗ này là cái chỗ Bồ Tát phương tiện khéo léo để độ sanh. Vậy mà có một số chúng tôi không dám nhắc tên, một số quý thầy nói rằng là nếu niệm Phật Di Đà rồi mà còn niệm thêm Quan Âm là không tin Di Đà. Nói vậy không đúng. Niệm Phật A Di Đà rồi mà niệm thêm Quan Âm vài sau nữa mới yên tâm, vậy không tin Phật Di Đà rồi? Không phải. Ấn Tổ Ngài nói khác, Ngài lý luận khác lắm. Ngài nói rằng gì? Tin Phật A Di Đà rồi là để vãng sanh Tây Phương, gặp chướng ngại tin thêm Bồ Tát Quan Âm thì vượt qua nhanh hơn. Giống như hai tay hỗ trợ lẫn nhau để rửa, trợ giúp cho nhau. Cũng giống như là tể tướng với lại vua á, và tể tướng với lại vua thì hai vị này đều hỗ trợ cho mình hết.
Nếu mà niệm Đức Phật Dược Sư để cầu sanh Đông Phương thì không hợp lẽ với người bản sanh. Mà niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương thì hợp lẽ. Bởi vì Quan Âm và Phật Di Đà cùng làm một việc. Quan Âm có cái nguyện thứ 12 đó là tiền tràng phan hậu bảo cái. Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Cho nên người niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm nữa thì được, không có gì. Bởi vì hai vị này cùng làm một việc. Đó là tiếp dẫn chúng sanh bản sanh Tây Phương, không có trống trái lẫn nhau. Chứ không phải niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm là không tin Di Đà. Không phải, không phải, lý luận vậy không phải. Không phải đối với cái lý luận của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đôi khi cái định kiến của mình riêng nói như vậy thôi, không phải đâu. Thì gần như là những cái đoạn đĩa mà chúng tôi thường xem đó, thầy Nhuận Đức ở chùa Hộ Pháp thời trước cũng ở trên này chuyên tu niệm Phật. Khi xuống dưới đó thì thầy cũng thiệt sự là đắc lực ít đi ra ngoài. Thầy có một cái đặc biệt từ khi ở trên chùa Quan Âm và xuống dưới chùa Hộ Pháp là hầu như không đi ra ngoài. Nhưng mà thường xuyên giảng và chúng tôi dạo gần lại đây nghe một số cái Phật tử hỏi thầy là niệm Phật thêm trì chú có được không? Thầy la thì kêu niệm Phật mà không tin Phật mà còn thêm chú thiếp nữa. Cái đó là lúc trước của chúng tôi bị dướng á. Nếu mà người đó người ta niệm Phật thọ mạng, người ta gần hết chí nguyện, người ta giảng sanh mạnh như Ngài Hải Hiền á, thì người ta niệm một câu Phật hiệu không sao, được. Tính căn người này sâu dày thượng căn được, như Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Hải Hiền, ông Thợ Vá Nồi, vân vân, một số ông niệm 3 năm ổng vãng sanh, căn lành người đó được, thuốc A Dà Đà đưa vô ổn, không có gì trở ngại, chuyên tục được. Nhưng một số Phật tử chạy từng bữa ăn khổ đau, không có thời gian niệm Phật Di Đà, niệm câu có câu không lởm bởm. Niệm mà niệm rai rai, niệm tà tà, mà ép người ta niệm Phật Di Đà chưa đủ tính tâm, họ khổ quá trời rồi thì cần Bồ Tát Quan Âm ứng hiện để gia hộ cho người đó, pha thêm thuốc Quan Âm vô chứ. Chỗ này là cái chỗ của tổ sư Quan chúng tôi nói. Ai cũng kêu phải niệm Di Đà và hầu như là chúng tôi cảm giác thấy là đã phá chùa của mình là có cái chùa đó hôm trước, mấy năm trước chuyên tu theo Hòa Thượng, hôm nay bày ra trì thêm 54 biến đại bi buổi chiều nữa. Không tin Phật Di Đà làm sao vãng sanh, tôi nói với quý vị rồi, phải tin Phật Di Đà thì mới vãng sanh, còn thêm chú thím nữa xen tạp là không vãng sanh, cứ như vậy mà nói. Bởi vì lúc ở trên này chúng ta không phổ biến trì đại bi cho nên không thuộc đại bi. Do đó giờ chỉ có niệm Phật không thì chắc cũng sợ Phật tử theo đại bi mất, cũng sợ mất Phật tử gì đó. Cứ lên giảng là bắt đầu đả phá người trì chú. Ông Tổ nói nếu người niệm Phật chuyên nhất là được, nhưng đừng đả phá trì chú. Đả phá trì chú mang tội chết. Chú cũng cổ Phật nói mà. Người đó người ta vô câu Phật hiệu, nhiều lúc vô không nổi mà người ta trì đại bi, người ta an ổn, người ta niệm Quan Âm xong bắt đầu người ta niệm Di Đà vãng sanh, người ta đi con đường này cũng được. Hoặc giả là họ chuyên niệm Di Đà mà họ niệm thêm Quan Âm, mà họ niệm Di Đà có nhiều lúc họ công phu họ không vô, họ niệm Quan Âm họ có duyên là họ lại vô công phu. Mình tùy theo thuốc cho bệnh chứ sao cứ nói cái khả năng của mình là tôi niệm Di Đà an lạc lắm. Nếu mà thêm mà trì chú là tôi không an lạc như vậy. Cứ đả phá trì chú miết, cứ đả phá cái chùa Quan Âm hồi xưa mình ở. Báo ơn, không thấy báo ơn mà báo oán. Ngộ kỳ cái ông thầy này, thiệt tình. Mà cái điều mà chúng tôi nói ra đây, đưa đường hướng này là cổ tổ Ấn Quang, Ngài cũng trì đại bi, Ngài khuyên niệm Quan Âm, chứ đâu phải chúng tôi tự dựng. Mà cứ lấy cái gì mà chuyên nhất để đả phá. Quý vị thấy Ngài Hải Hiền ông một câu Phật hiệu cái thêm gì ông mà Ngài vãng sanh. Thời này người niệm Phật không vãng sanh là do xen tạp trì chú. Thì bây giờ quý vị coi kỹ lại Ngài Lục Tổ bên Tịnh Độ là Ngài gì Vĩnh Binh Viên Thọ. Một ngày tụng một cuốn kinh Pháp Hoa. Lắng nghe này, tụng một cuốn kinh Pháp Hoa, làm 1.000 điều thiện và niệm 10.000 danh hiệu. Như vậy Ngài tụng Pháp Hoa có bị xen tạp không? Không. Cái gì Ngài tụng Pháp Hoa, Ngài hồi hướng giảng sách mà. Chị chú cũng hồi hướng vãng sanh. Sáng hôm nay chúng tôi lại Quan Âm cũng hồi hướng về Cực Lạc. Thì cái vãng sanh hay không là do tín nguyện, chứ không phải là xen tạp mà niệm Phật không chuyên nhất mà được vãng sanh. Chỗ này cái chỗ thâm thúy của Tổ sư Ấn Quang là tín nguyện chân thật là được vãng sanh. Tuy người này chưa được nhất tâm, còn thảy thì kêu phải nhất tâm, mà một câu Phật hiệu mới nhất tâm, chứ thêm gì chú là nhị tâm không nhất tâm thì không được vãng sanh. Nói sai chọc, không có coi để mà giảng, mà nói ra công chúng nữa mới là chết. Nguy hiểm vô cùng, không phải dễ thuyết giảng đâu quý vị ơi. Không phải thấy Phật tử nghe ào ào rồi bắt đầu trên mạng cái view đông rồi mình nói ào ào mà không nghiên cứu kỹ, coi chừng làm thầy thuốc chữa bệnh cho người đó, sai thuốc hốt bắt mạch không đúng chỉ chết một cái thân mạng. Nói chánh pháp mà nói sai thì gì? Thì người đó phá kiến đọa lạc, cái tội này lớn hơn phạm giới. Phá kiến người ta, có cô đó có kêu trời ơi, con lên thầy nhàn con trì đại bi yên ổn quá, mỗi buổi chiều 54 biến rồi con niệm Quan Âm, con niệm Phật.
nói vậy xong nó kêu cô chưa tin Phật Di Đà mới thêm trì chú, giỡn cho người ta dài câu, cái bà đó bà chớ giới luôn. Mà cũng do bà đó tự nhiên đi hỏi như vậy, tổ ấm quan không tin mà đinh tin ông thầy Dũng Đức, rồi hỏi ổng, rồi cuối cùng ổng nói cho, rồi cuối cùng là gì chớ giới luôn, rồi hỏi chúng tôi lại bây giờ con đến làm sao. Trời ơi, nghe chúng tôi nói hơn 4 năm nay là về văn sao thì Minh đọc liên tục về cái việc tổ sư ấm quan có khuyên trì đại bi, vậy mà ông chịu tin ông tổ, đi tin ổng, đi hỏi ổng, để cuối cùng là ổng làm cho cái chớ giới luôn. Nguy hiểm vô cùng. Học hành cho đàng hoàng, nghiên cứu cho kỹ, tùy chúng sanh tâm ứng sở chỉ lượng, pháp không có cao thấp, mà hợp căn cơ là pháp diệu. Người đó hợp căn cơ họ trì đại bi, khuyên họ trì đại bi. Có nhiều người người ta nói trời con niệm Phật chuyên nhất an vui, ừ tiếp tục công phu như vậy. Có nhiều người nói con thêm trì đại bi cái cũng được, không sao, mà phải lấy đại bi làm trợ hạnh, tụng xong hồi hướng vãng sanh nha. Con niệm thêm là gì? Con thêm đó là con niệm Quan Âm cũng được, đâu có gì đâu, không có gì trở ngại. Như vậy là tổ Vĩnh Minh tụng cuốn kinh Pháp Hoa là đúng như thầy Nhuận Đức nữa là sen tạp đó. Tổ Vĩnh Minh là hóa thân của Phật Di Đà là không được giảng sanh rồi đó. Chết chưa? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên Ấn Tổ hay cực kỳ trong văn sao. Ngài nói có vị đó nhập thất, Ấn Tổ nói hàng ngày ông tu sao, kêu sáng con lăng nghiêm thập chú, rồi con trì thêm đại bi. Thì Ấn Tổ nói được, ông giữ thời khóa sáng tối như vậy, chiều ông tụng Di Đà, sáng lăng nghiêm như thời nhật tụng. Ngài không đã phá lăng nghiêm đúng không? Nhưng hàng ngày phải chuyên nhất niệm Phật, khi đã thất tức là vô thất. Nếu mà ông không an ổn được thì ông phải kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nếu ông gặp nạn thì ông suốt ngày Quan Âm Bồ Tát. Còn nếu qua khỏi nạn thì ông niệm Phật Di Đà nhiều hơn Quan Âm. Mà gặp nạn ông niệm Quan Âm nhiều hơn Di Đà. Mà nếu mà ông niệm suốt Quan Âm suốt đời ông thì ông vẫn được vãng sanh, vì Quan Âm cũng có hành nguyện tiếp dẫn người vãng sanh. Cái chỗ này đại chúng phải đọc kỹ cho văn sao, đừng để người ta gạt mình, đừng để mình mất niềm tin đối với tổ sư Ấn Quang. Giờ thầy Minh đọc, đọc tổ sư Ấn Quang có trì thành chú đại bi hay không nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật cần niệm kèm thêm thần chú đại bi. Một, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, Đại Sư Tự Thuật. 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú lăng nghiêm, đại bi vân vân cũng đều được cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. 3. Nay sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hằng ngày tụng chú đại bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại, trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khá chê cười ư? Quang chỉ trơ trọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện hoằng hóa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là trụ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Viết vào ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhân Quốc 26 1937.
Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô. Số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nếu tâm chí thành pháp nào cũng linh, tâm không chí thành pháp nào cũng không linh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Số 5. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Số 6. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Số 7. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái Hữu Trinh, mỗi người một bao tro hương Đại Bi, tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa, nếu không tin không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt, hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Cho nên khinh nhờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà. Để tỏ lòng kính trọng, đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Vào triều đại Nguyên Ngụy, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền, đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của bổn sư Thích Tôn dạy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống y phục đồ nằm để cúng dường theo ý ông nghĩ sao, công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn.
Đức Phật dạy tiếp, nếu lại có người thọ trì danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường, chỉ trong một thời thì phước đức của hai người ấy đồng nhau không khác. Thầy Thích Đạo Thái nghe nói thế có phần cảm ngộ, liền chí thành quy hướng nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm khẩn thiết trì niệm danh hiệu của Ngài, không hề giải đãi. Thầy tinh tấn thực hành trải qua 4 ngày đêm. Bấy giờ lúc Ngài đang ngồi trong mùng, bỗng nhiên thấy có quang minh từ ngoài cửa chiếu vào, và thấy hai bàn chân của Quán Âm Đại Sĩ bằng hoàng kim sáng rực chiếu khắp trong thất. Thầy Thích Đạo Thái lập đật vén mùng, quỳ xuống dưới đất cúi đầu đảnh lễ. Khi ngước lên thì cảnh tượng lạ lùng trang nghiêm ấy đã biến mất. Lòng thầy buồn vui lẫn lộn, toàn thân toát mồ hôi ướt đầm. Ngay sau đó liền cảm thấy trong người nhẹ nhàng thư thái, chứng trọng bệnh nói trên liền được dứt hẳn. Trích trong Cao Tăng Truyện. Câu chuyện số 2. Vào đời Lưu Tống có Phật tử tên là Thiện Tín, người ở Ngô Hưng, đối với Tam Bảo rất có tâm tinh kính. Một hôm Thiện Tín mắc bệnh thương hàn nên không một ai dám đến gần săn sóc, vì sợ lây nhiễm. Thiện Tín rất buồn khổ, không biết tính thế nào, chỉ nghĩ rằng có một cách duy nhất là thành kính chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông trì niệm thánh hiệu Bồ Tát chỉ trong thời gian ngắn, thì bỗng có một tăng nhân đến nhà bảo rằng: ta đem thứ thuốc này để cứu độ đệ tử. Nói vừa dứt lời liền lấy trong túi ra một hộp thuốc tán đưa cho Thiện Tín bảo uống. Thiện Tín vâng lời, uống vào thì bệnh liền khỏi hẳn. Trích Cao Tăng Truyện. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni dạy rằng: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì thần chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp phá người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
Năm không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. Sáu không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Bảy không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Tám không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. Chín không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. Mười không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11 không bị chết do té cây té xuống núi. 12 không bị chết bởi người ác trù ếm. 13 không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 14 không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15 không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế, sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? Một, tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. Hai, tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. Ba, tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. Bốn, tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành. Năm, tùy theo chỗ sanh thân cân thường được đầy đủ. Sáu, tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. Bảy, tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. Tám, tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa. Chính tùy theo chỗ sanh, vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. Mười tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. Mười hai tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được tội nguyện. Mười ba tùy theo chỗ sanh, long thiên thiện thần thường theo ủng hộ. Mười bốn tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe Pháp. 15 tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì chớ sanh lòng biến trễ. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm Vương rằng: Này Phạm Vương, nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng, nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt. Trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến. Cứ tụng xong mỗi một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ tay hoặc bỏ nơi đẩy. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành công đức lục độ chưa đầy đủ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát mau được phát sanh, hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề mau được phát tâm bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tính căn đại thừa, do sức oai thần của Đà Ra Ni này, hộp giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Câu chuyện số 3. Triều nhà Đường Tri Huyền Pháp Sư họ Trần là người ở Hồng Nhã xứ Mỹ Châu. Pháp Sư thường tuyên thuyết diễn giải kinh luận Đại Thừa, hàng Phật tử cả tăng lẫn tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, Pháp Sư vẫn thường tự giận mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó Pháp Sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm Ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho Pháp Sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì Ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần, Trích Cao Tăng Truyền. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy giờ là 1 tiếng 45 phút rồi, ngồi có mệt không? Làm gì đâu mà mệt. Nãy giờ ngồi nghe không, người nói không mệt mà nghe có mệt cái gì. Hay không? Trích nó đúng lời của Tổ dạy trong Văn Sao và trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, dạy cho một số những người không đủ sức tin. Cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí mà còn không tin, đi tin phàm tăng, nguy hiểm vô cùng.
Chúng tôi nghĩ chắc thầy Nhuận Đức thầy nghe thầy cũng không thể nào sửa được đâu. Chúng tôi biết tính khí của thầy từ ở trên này. Nếu mà mình tu mà mình thấy tướng ngã là tướng của mình, có chứng đắc tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, mình có thành tựu đó, mà những người khác bắt người ta theo mình không thành công được. Không được, phải tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tùy bệnh cho thuốc. Đó là cái việc mà Tổ sư Ấn Quang cực kỳ hay luôn. Ngài nói nếu chuyên tu niệm Phật cũng được, mà đừng đả phá trì chú. Mà nếu mà tâm lực của họ mạnh, họ tụng một bộ kinh Pháp Hoa giống như là Lục Tổ bên Tịnh Độ, là Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ cũng tốt. Còn nếu mà tâm lực họ không đủ thì cho họ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Mà tâm lực yếu nữa như Ấn Tổ, Ngài tụng một cuốn kinh Di Đà. Chúng tôi buổi chiều 54 biến, sáng sớm 1 giờ mấy dậy là 54, nữa là 108. Tụng chú xong rồi chuyển sang tụng kính kinh Di Đà, rồi lễ Phật, lễ Quan Âm. Nó có thay đổi trong đó, nhưng mà nó không có phải bị là chánh trợ, nó không phân minh. Chánh trợ rất phân minh. Chánh trợ phân minh là khi mình tu cái trợ hạnh là trì chú, là niệm Quan Âm, là tụng kinh, là làm tất cả các thiện lành, hồi hướng về cực lạc, là nó quy về cho chủ, khách quy về chủ, trợ quy về chánh, tuyệt luôn. Ăn cơm mà còn có thêm thức ăn thì đâu có gì trở ngại đâu, càng ngon thêm đúng không? Chút nữa mà ra cho ăn cơm trắng ăn nổi không? Không phải dễ ăn. Cho nên là ra chúng tôi thấy lúc trước chúng tôi bên Mỹ về mà vẫn áp dụng cứ A Di Đà Phật khu chuyên tu niệm suốt luôn, mấy anh em dội chịu không nổi. Thầy Hoàng thì vô một chút thầy đau đầu thì đi vòng ra. Mà giờ đây là từ 3 giờ, từ 2 rưỡi ngăn đến 6 giờ trên này cũng dậy khỏe re. Bữa có mấy sư cô lên cũng kêu tu một tuần, làm hai thời mấy sư cô kêu thôi, hai ngày mấy sư cô kêu thôi đi về tu nhiều quá. Không có quen thôi, vài bữa là quen thôi, mà quen là tuyệt. Nhất là trì đại bi phải hít cho sâu, nó mệt là phải ngưng lại nghe liền, nghe công đức bằng với tụng. Chứ đừng có để mệt quá, lại Quan Âm cũng vậy, trì đại bi mà mệt quá, tổn khí lâu ngày thành bệnh, kêu đại bi không linh, Quan Âm không linh là do mình không biết dụng công. Tổ sư Ấn Quang nói rõ như vậy để mình biết. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói, mà còn một cái lá thư giáo dục gia đình bảo thân tiết dục và nói về cái việc mà phóng sanh kiên quyết ăn chay ấy, thì để chủ nhật này chúng tôi sẽ nói. Thì từ giờ trở đi đó thì chủ nhật thì chúng tôi phải ở dưới đó, bởi vì mỗi tuần mà lên trên này giảng xong mà tiếp khách giống như ngày hôm nay mà tiếp thì chúng tôi về mệt, chiều công phu không nổi, cho nên chúng tôi mới giảng dưới đó, và có trai tăng cũng tất bạch dưới đó, một ít người xuống dưới đó không phải cơ sở tôn giáo, cho nên mong quý Phật tử hết sức quan hỷ cho. Chứ mỗi chủ nhật mà lên đây giảng thì vừa tốn khí lực như vậy rồi, tâm lực của mình thì thực sự do an trụ vô trong cái lời pháp, cho nên nó không có mệt như tiếp khách, nhưng mà tiếp khách về là mệt. Nó đừ người mà nó không chịu nổi, cho nên quý Phật tử phải quan hỷ cho chúng tôi. Đó là ngày chủ nhật. Còn những ngày lễ vía như 19 tháng 3, 19 tháng 4 gì đó, nếu mà có Phật tử trai tăng hoặc là Phật tử về đông, chúng tôi thấy tình hình thì sẽ lên trên này để giảng giống như ngày hôm nay. Mà thường thì sẽ là 3 ngày lễ chính, đó là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Còn chương trình thì chủ nhật tới thì chúng tôi sẽ nói về trì giới niệm Phật. Thay vì lúc trước chúng tôi dạy cái lớp học luật đó là thứ 5, mà anh em huynh đệ không có thời gian, cho nên chúng tôi mới chuyển sang là cứ một tuần là giảng về thần chú đại bi và danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nói về cái cuốn sách mà người niệm Phật kèm thêm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và trì đại bi của Tổ sư Ấn Quang. Một tuần, ví dụ như hôm nay nói rồi thì chủ nhật nói về trì giới niệm Phật, gần như là dạy luật. Nếu anh em nào buổi chủ nhật làm bếp thì thứ bảy sẽ nghe lại cái đệ đó. Đó là chúng tôi cứ đổi một tuần là giảng về Quan Âm với đại bi. Cái pháp này chúng sanh cần phải dùng, bản thân chúng tôi cũng đang dùng đây. Rồi thêm đó là để mà trì giới niệm Phật, người nghiêm trì tỉnh giới, tín nguyện chân thật là có phần vãng sanh. Đó là cái điều mà Tổ sư Ấn Quang dạy. Thì hôm nay còn lại 10 phút, chúng tôi nói chút xíu về cái việc cúng dường trai tăng. Thì hồi nãy chú Quảng Phước từ thủ đô Hà Nội chung với cái nhóm của Phật tử Hương Nguyện do cô Diệu Nga làm trưởng nhóm, hôm nay toàn bộ Phật tử vào trong này phát tâm cúng dường trai tăng. Hôm nay chúng tôi để cái phần này nói ở phía sau. Thì khi mà mình sinh nhật, làm nhà, làm cửa, khai trương tiệm, chúc thọ cho cha mẹ, vân vân, làm những việc lớn thì nên phát tâm phóng sanh cúng dường trai tăng.
nhờ cái phước này nó bảo bọc để công việc của mình nó được hanh thông. Và khi cái phước cúng dường trai tăng hôm nay là cúng thí thực, cũng lấy thêm cái tiền trai tăng đó làm một cái lễ thí thực lớn. Và giống như ngày hôm nay thì Phật tử dùng cơm xong thì chúng tôi nói với thầy thiện, một số mấy anh em huynh đệ chịu khó những ngày lễ lớn là những ngày lễ vía hoặc chủ nhật. Những ngày chủ nhật thì 1:30 phải ra tô rồi, chứ không phải là dành cái thời gian giống như ngày thường là 2:30. Phật tử ở các nơi về, ở các huyện, các tỉnh thì họ có khi họ đi về, có khi chiều, có khi họ đi chuyến máy bay chiều là họ lại đây họ đợi mấy thầy phải đóng cửa ngủ trưa đến 2 giờ. Thầy ở đây sướng lắm. Ngủ đến 2 giờ bắt đầu dạy tu thì Phật tử ngồi ở ngoài đây ê chề chán trường, họ đi về hết. Cho nên chúng ta nói với thầy thiện, với một thầy Hào, với thầy Thành tuần trước là ngày chủ nhật, riêng ngày chủ nhật là 1:30 phải cho đại chúng cắt người ra tu, ai mệt quá thì nghỉ, 2:30 vẫn trì thời đại bi, mà 1:30 đó là đến 1 tiếng đồng hồ sau là 2:30 đó, 1 tiếng đó là tụng Di Đà với lễ Phật, rồi sau 2:30 vẫn giữ cái thời khóa đại bi buổi chiều không bỏ, rồi xong rồi cúng thí. Những ngày lễ lớn như lễ vía hôm nay và ngày chủ nhật phải làm đúng cái thời khóa như vậy. Còn những ngày thường thì 2:30 mới trì đại bi, cho đến 6 giờ là xong cúng thí. Đi liền một thời đó là 3:30 mà rất khỏe, không có chia 2 thời là buổi chiều với buổi tối. Đó là chúng tôi thực sự hôm nay đưa vào cái khuôn khổ ở trên này mà 4 giờ đến 6 giờ rồi 3 giờ chiều cho đến 6 giờ tối thì cả một cái thời gian chúng tôi sắp xếp đưa vào khuôn khổ, từ từ hôm nay nó mới vào được ổn định, không phải dễ đâu quý vị. Đại chúng thuần luôn trong này. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói cho đại chúng biết. Chiều hôm nay một số mấy anh em quý thầy hôm nay không có mệt, không nấu bếp, không làm gì như thầy Phiên, một số thầy nguyện 1:30 ra tu với đại chúng. Bởi vì sao vậy? Người ta đợi mình, người ta các tỉnh, các huyện người ta mới về, mà chiều hôm nay cũng thí thực lớn với Phật tử ở lại đợi tu suốt luôn, có thể là 1:30 đến 6 giờ nếu mình mệt mình đi ra bên ngoài uống nước một chút xíu rồi mình vô không sao. Mà lưng trì thời đại bi là mình cố gắng dưỡng làm sao cho đủ thời đại bi, đừng đi ra bỏ. Mà đến lễ Phật có thể mình ra một chút mình vô được, học tụng kinh mình ra một chút mình vô được, tùy theo sức khỏe, đừng có ép nó. Mà thường mệt mà ngồi lắng nghe là nó khỏe, chỉ trường hợp vệ sinh mình mới đi ra thôi. Hôm nay mình quyết liệt mình tu để mà chuyển mấy cái con Covid này nó đi bớt đi đâu, cho nó ở đây nó làm phiền mình quá nè. Đó. Còn cái việc mà cúng dường trai tăng á, thì công đức mà cúng dường trai tăng á, thì ngũ phước lâm môn. Cái người mà có phước, quý vị nhìn qua 5 điều này là biết họ có phước hay không. Mà 5 điều này không có là biết người này bạc phước và thọ mạng của người này chuẩn bị ra đi. Thứ nhất là khi họ phát tâm cúng dường trai tăng, gieo vào trong cái ruộng phước mà thường chư tăng mà họ đắp được cái y của Phật và họ giữ nghiêm trì tịnh giới, họ có một cái phước báu đặc biệt, thì mình cúng dường cho các vị đó thọ dụng một bữa ăn hoặc tịnh tài hoặc tịnh vật gì đó thì nó có một cái phước. Mà cái phước đầu tiên đó là thọ mạng kéo dài, là sống lâu, ngũ phước lâm môn. Nhìn người đó chết yểu là biết là người này bắt đầu thiếu phước rồi. Họ xài phước của họ, ăn mặn, họ sát sanh, họ không biết cúng dường làm phước cho nên họ chết yểu, chết sớm. Mà thường người ta gọi là chết yểu hoặc là yểu thọ là chết trước 60 tuổi, chứ không phải chết non 50 tuổi là yểu đâu. Phải sống làm sao đủ một tuổi thọ, đối với con người là 60 năm cuộc đời thì không gọi là yểu, gọi là hưởng thọ, không phải hưởng dương. Hưởng dương là yểu đấy. Thì như vậy là người mà phát tâm cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, rồi in tượng Phật. Ở đây mình đang làm cái kho tượng Phật để tặng cho người miễn phí. Mấy niệm Phật hôm nay cũng mới về để tặng quý Phật tử không bán. Có nhiều tặng nhiều, có ít tặng ít, có nhiều tặng nhiều, không có khỏi tặng. Rồi, trường thọ là một. Thứ hai, người này làm sao? Cái phước đến với họ thì làm như thế nào nữa? Con người này phú quý, họ làm ăn được đó. Mà dẫu cho người này không phải phú quý, giàu có của kích xù, nhưng mà người ta không có thiếu ăn, không thiếu mặc, thì người này vẫn gọi là phú quý. Còn người mà gọi rằng là quá nghèo khổ như cái ông mà từ Đông... gọi rằng là ở bên Trung Quốc mà Ấn Tổ nói là dùng tay thay chân ăn xin á, thì người này quá thiếu phước rồi. Người này đủ ăn đủ mặc, họ có nhà người ta ở che nắng đục mưa, thì người này được xem người là có phước. Thì người sống thọ, người có của để dùng hay gọi là phú quý. Thứ ba nữa là người này không có bệnh hoạn, bệnh mà rề không có thuốc chữa là biết người này là phước là kém rồi đó nha. Và con người này khi mà họ gặp đức hạnh, họ gặp người có đức hạnh, họ thích làm đức hạnh, họ thích làm thiện phước, họ thích tu tập, họ thích khen, họ thích tán thán Phật Bồ Tát,
tán thán các bậc A-la-hán và quý kính chư tăng, gọi là thích những thiện hạnh thiện phước, thì người này được gọi là ngũ phước thứ tư. Và thứ năm, người này khi mất các căn vui vẻ, chết được an lành, nhìn vô năm cái điều này là biết người đó có phước hay không, gọi là ngũ phước lâm môn. Lâm môn tức là trở về với nhà người đó. Còn ngũ phước si hao là người đó gì? Người đó chết yểu, người ta chết là chết sớm, chết non, chết bị xe tông, chết gặp nhiều chướng ngại. Rồi thứ hai nữa là nghèo khổ túng thiếu, không đủ bữa ăn, phải làm thuê làm mướn, nhìn vô là biết rồi. Thứ ba đó là nhìn thân thể xấu xí bệnh hoạn. Thứ tư đó là ghét người có đức hạnh. Và thứ năm đó là họ chết các căn không vui vẻ, nhìn kinh khủng le lưỡi, học máu ra, nhìn ghê gớm. Thì chính họ đã làm cho ngũ phước si hao. Nhìn vô con người có phước hay không là nhìn vô năm chỗ đó hiện hữu ra. Giờ đây là 11 giờ kém 3 phút, hết giờ. Trời ơi, 2 tiếng đồng hồ luôn. Hồi nãy giờ mà ngồi ở trong này 2 tiếng mà im re an vui như vậy là từ trường của Phật gia hộ đó nha, chứ không phải dễ đâu đó. Quý vị thấy hoan hỷ an vui dễ chịu mà. Lên lễ Quan Âm xong nghe một thời thuyết pháp về, tự nhiên người nó phơi phới, nó khỏe, nó an vui, nó dễ chịu, mát mẻ, làm ăn trúng mánh nữa chứ. Tự nhiên về gia đình tự nhiên nó yên ổn ra, tự nhiên mình về mình hiền như Quan Âm vậy đó. Lúc trước ông chồng nói con cãi cọ cự nữ lại, đợt này về tôi lại Quan Âm rồi, tôi nay giống Bồ Tát Quan Âm rồi. Nhưng mà nói vừa vừa, nói nhiều chết à. Quan Âm hay Quan Âm chưa trọn vẹn nha. Hôm nay lạ lắm nha, cái người lại Quan Âm công phu trì chú niệm Phật tu hành đó, ha, tự nhiên cái người họ nó phơi phới lên đó. Nó vui, ai chọc ghẹo họ cũng không có tức đâu. Ai nói xấu họ, họ cũng gì bỏ ngoài tai. Cái danh hiệu Bồ Tát, cái danh hiệu Phật ở trong tâm của họ nó là một cái pháp để mà cố định rồi, cho nên những cái phiền não đó tới là dâng ra liền. Họ an vui lắm, họ sống an bình lắm. Biết con người này tu có kết quả. Không à? À thôi, đúng 11 giờ rồi. Giờ đại chúng mình hồi hướng ra phóng sanh. Mà trước khi hồi hướng có món quà này tặng nè. Cuốn kinh Di Đà ai chưa có giơ tay cho biết nè. Chút xíu nữa cũng không có đông người lắm thì ở ngoài phòng kinh sách tặng miễn phí một cuốn 39.000. Nhưng mà hôm nay không có bán, mới in về 5.000 cuốn nữa là 10.000 tặng cho quý vị. Thêm một cuốn có kinh Vô Lượng Thọ rồi, thêm cuốn kinh Di Đà nữa. Bữa nào thời gian ngắn thì tụng thêm cuốn kinh Di Đà gọn, có phóng sanh, có cúng thí trong này luôn. Ra ngoài phòng kinh sách đi, cho định đem đi phát. Nhưng mà bây giờ đó thì cái chai nước này hôm bữa thầy phiên thầy đã làm để trên cái tháp, mà cái tháp này là hôm nay là chai nước để tặng cho Phật tử ngày lễ vía 19 tháng 2. Cho nên mỗi người được một chai, uống xong rồi về đổ nước vô chút xíu nữa mình lên mình tu á, mình mang theo. Rồi mình trì đại bi buổi chiều hôm nay lấy nước uống nữa, gọi là đại bi cam lồ. Rồi mang về nhà để trên bàn Phật cũng tiếp một chai này nữa. Còn ai nếu mà mang cái bình như Giác Nhàn 20 lít để gần đó cho nó nhiều cũng được. Rồi gì nữa, bột em quay nè, rồi body key nè, thuốc men gì, những cái gì mà gọi là thực dưỡng để hết trên bàn Phật luôn. Đại bi gia trì, mở đại bi suốt ngày luôn. Có cái gì, có cái sự gia trì trong đó đó. Gạo mang để lên đó luôn, vài bữa đứa con bệnh nấu cháo cho nó ăn luôn. Hay cực kỳ. Thì bây giờ hôm nay toàn bộ quý thầy lên trên này gom hết và lấy cái gì đã mang xuống tặng liền cho Phật tử ở dưới đó luôn, cho chút nữa lộn xộn tặng không được đâu. Bây giờ trên này là dư để tặng đúng không? Mấy thầy lên người mấy chai đi. Mấy Phật tử ngồi im, đừng có giành giật nghe chưa. Rồi. Còn mấy Phật tử ở phương xa đang coi trực tiếp thì thôi uống nước bằng hơi đi. Bấn nước bằng âm thanh. Rồi. Bây giờ lấy cái gì đó, lấy cái gì ôm nhiều nhiều chút xíu rồi toàn bộ lên đông đông xuống phát. Phật tử ngồi yên tại đó nha. Còn ai nhận máy MP3 đó, ai chưa có máy MP3 giơ lên coi. Rồi chút xíu nữa lên kia tặng nha. Chút nữa Giác Nhàn lên trên thất tặng cho quý vị cái máy mới mang về. Bây giờ ngồi lắng nghe nè. Trước ngày lễ tri ân hình như là 3-4 ngày gì đó, là ngày 19 tháng 3 âm lịch đó, hai tây tháng 5 âm lịch là lễ tri ân nha. Tri ân sư trưởng tổ chức tại trên chùa Quan Thế Âm trên chánh điện này. 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, là lễ, nhưng mà nó vô chủ nhật là ngày mùng 2. Cho nên thành ra mọi người có về được thì về làm lễ tri ân bữa đó. Có chương trình, có châu thanh đồ lên rất là đặc biệt ha.
Rồi ngồi lắng nghe em lặng nha. Dặn nghe nữa nè. Ngày 12 tháng 4 âm lịch là mình làm lễ tắm Phật lúc 8 giờ sáng đó. Lễ Phật đản luôn nha. Ngày 8 tháng 7 âm lịch là lễ Vu Lan đó, tri ân cha mẹ đó. 19 tháng 6 cũng tổ chức lễ vía trên này. 19 tháng 9 cũng tổ chức lễ vía trên này. Với lại là ngày 19 tháng 12 là tất niên kỷ niệm 22 năm thành lập Pháp hội đó. Nhắc Phật tử để mình biết. Nếu ai về không được thì xem trực tiếp ha. Rồi quý Phật tử chắc ở phía trước này đủ rồi, quý thầy đủ nước rồi đó. Còn một ít người ngoài kia thôi, giờ mình hồi hướng để ra phóng sanh nha. Trẻ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.